Sách Dân Số Ký, chương 1 Ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ 2, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Egypto, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ. Cứ đếm từng tên của hết thảy Nam Đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Ngươi và Aaron sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trong mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Đây là tên những người sẽ giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, Elishu con trai của Shedeo. Về chi phái Simeon, Selumien, con trai của Suri Hadai. Về chi phái Judah, Nahashon con trai của Aminadab. Về chi phái Isaka, Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Shabulon Eliab, con trai của Helon. Về con cháu Joseph, nghĩa là về chi phái Ephraim, Elishama, con trai của Amihud Về chi phái Manasseh, Gamaliel, con trai của Phedaxu. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideoni. Về chi phái Dan, Ahiese, con trai của Amishadai. Về chi phái Ashe, Phagien, con trai của Abran. Về chi phái Gác, Eliashab, con trai của Deuen. Về chi phái Neptali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng quân đội Israel. Vậy, Môsê và a nhận lấy các người ấy mà đã được sướng tên, đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy, Môsê kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được. Số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ hai mươi tuổi sắp lên tức là mọi người trong chi phái simeon đi ra trận được số là năm mươi chín ba trăm con cháu gác dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình cứ kể từng tên từ hai mươi tuổi sắp lên tức là mọi người trong chi phái gác đi ra trận được số là bốn mươi lăm sáu trăm năm mươi con cháu yuda dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình cứ kể từng tên từ hai mươi tuổi sắp lên tức là mọi người trong chi phái yuda đi ra trận được số là bảy mươi bốn sáu trăm con cháu của isaka dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình cứ kể từng tên từ hai mươi tuổi sắp lên tức là mọi người trong chi phái isaka đi ra trận được số là năm mươi bốn bốn trăm con cháu của Sabulon, dòng dõi họ, tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Sabulon đi ra trận được, số là 57.400. Về hậu tự Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được, số là 40.500. Con cháu Manashe, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Manashe đi ra trận được, số là 32.200. Con cháu Benjamin, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Benjamin đi ra trận được. Số là 35.400. Con cháu đang dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái đang đi ra trận được. Số là 62.700. Con cháu A-xe, dòng dõi họ, tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ashe đi ra trận được. Số là 41.500. Con cháu Neptali dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Nephtali đi ra trận được. Số là 53.400. Đó là những người mà Môi-se, Aaron, và 12 quan trưởng Israel kê sổ, mỗi quan trưởng kê sổ cho tông tộc mình. Thế thì, hết thảy những người trong dân Israel đã được nhập sổ tùy theo tông tộc mình từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được, số là 603.550. Nhưng người Levi, theo chi phái tổ phụ mình, không kê sổ chung với những chi phái khác vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng ngươi chớ kê sổ chi phái Lê-vi và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Israel nhưng hãy cắt phần người Lê-vi coi sóc đền tạm chứng cớ hết thảy đồ đạc và các món thuộc về đền tạm ấy là người Lê-vi sẽ chuyên vận đền tạm và hết thảy đồ đạc nó cùng sẽ làm công việc về đền tạm và đóng trại ở chung quanh đền tạm khi nào đền tạm dời chỗ thì người lê vi sẽ tháo dỡ nó khi nào đền tạm dừng lại thì họ sẽ dựng nó lên còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử dân israel mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên ngọn cờ mình nhưng người lê vi sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng cớ để đừng có sự giận dữ cùng hội dân israel người Lê Vi sẽ coi sóc đền tạm chứng cớ. Dân Israel làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe vậy. Chương 2 Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe và A-rôn rằng Dân Israel, mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bản hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau, vây chung quanh hội mạc. Trại quân Judah sẽ đóng tại hướng đông về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Juda là Nahashon, con trai của Aminadab và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 74.600 người. Chi phái Isaka phải đóng trại bên Juda. Quan trưởng của người Isaka là Nathanael, con trai Sua và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 54.400 người. Kế đến chi phái Sabulon quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 57.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Juda từng đội ngũ cộng 186.400 người. Họ phải đi tiên phong. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng Nam. Quan trưởng của người Ruben là Elishu, con trai của Shedeu và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 46.500 người. Chi phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Selumien, con trai của Suri Hadai và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gác, quan trưởng của người Gác là Eli Asap, con trai của Reuen và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 45.650 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ruben từng đội ngũ, cộng 151.450 người. Họ phải đi thứ nhì. Sau ấy, hội mạc sẽ đi với trại quân Lê Vi ở giữa các trại quân khác. Trại quân Lê Vi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình ngọn cờ của trại quân Ephraim và những quân đội người phải đóng về hướng Tây. Quan trưởng của người Ephraim là Shama, con trai Amihut và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 40.500 người. Chi phái Manasseh phải đóng trại bên Ephraim. Quan trưởng của người Manasseh là Gamaliel, con trai của Phedashu và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 32.200 người. Kế đến chi phái Benjamin, Quan trưởng của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 35.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ephraim, từng đội ngũ, cộng 108.100 người. Họ phải đi thứ ba. Ngọn cờ của trại quân Đan và những quân đội họ phải đóng về hướng Bắc. Quan trưởng của người Đan là Ahiese, con trai của Amisadai và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 62.700 người. Chi phái Ase phải đóng trại bên đan. Quan trưởng của người Ase là Phagien, con trai của Apuran và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 41.500 người. Kế đến chi phái Nephtali, quan trưởng của người Nephtali là Ahira, con trai của Enan và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 53 400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân đan cộng 157.600 người. Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ tùy theo tông tộc mình. Trong các trại quân hết thảy người đã kê sổ từng đội ngũ là 603.550 người. Nhưng người Lêvi không nhập sổ chung với dân Israel, tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bằng đóng trại tùy theo ngọn cờ mình và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Chương 3. Này là dòng dõi của a và Môi-se về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai Aaron. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. Và Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dân một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama, làm chức tế lễ trước mặt A-rôn là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Levi cho Aaron và cho các con trai người. Vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho Aaron rồi. Vậy, ngươi sẽ lập Aaron và các con trai người để làm chức tế lễ. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng: Này, từ giữa dân Israel, ta chọn lấy người Levi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel vậy người Lê Vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa, khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ai ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel, bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng: Hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va, y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên. Gẹt Sôn, Kê Hát và Merari. Đây là tên của các con trai Gẹt Sôn tùy theo họ hàng mình, Lip-ni và Shimei. Đây là các con trai của Kê Hát tùy theo họ hàng mình. Amram, Yitcha, Hebron và Ucien. Và các con trai của Merari tùy theo họ hàng mình là Matli và Mushi. Đó là những họ hàng của người Levi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Libni và họ hàng Shimei thuộc về Gẹt Sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt Sôn vậy. Những người trong họ gẹt xôn được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của gẹt Suôn đóng trại về phía tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc gẹt Suôn là Eli Asap, con trai của La -ên. Chức phận của con cháu gẹt Suôn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại, tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ cùng dây chạc về các việc của đền tạm. Họ hàng Amram, họ hàng Yitsha, họ hàng Hebron và họ hàng Ucien thuộc về Kê Hát. Đó là những họ hàng của Kê Hát. Cứ kể mọi năm đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh các họ hàng của con cháu kê hát đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc kê hát là Elisha Phan, con trai của UCN. Người kê hát coi sóc hòm bản chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Levi là Eleasha, con trai của thầy tế lễ Aaron, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh. Họ hàng Mách Ly và họ hàng Mushi thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người. Quan trưởng của tông tộc Merari là Surien, con trai của Abihai. Con cháu Merari Đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây sàn ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc là Moshe, Aaron và các con trai người có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Lê mà Môi-se và A-rôn vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel, từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lầm của dân Israel. Vậy, Mô-xe kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên từ tuổi một tháng sắp lên, theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng, Hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Israel. Vậy các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel kê sổ hơn số người Levi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người năm siết lơ, tùy theo siết lơ nơi thánh. Một siết lơ là 20 chục ra. Ngươi phải giao bạc cho Aaron và các con trai người. Ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, môi xe thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Levi đã chuộc lại. Bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Israel cộng được 1365 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Môi vân vâng mạng Đức Giê-hô-va giao bạc chuột lại cho A-rôn và các con trai người, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi xe. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi xe và A-rôn rằng: Trong người Lê-vi hãy dựng sổ các con cháu kê hát tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50 tức là hết thảy người nào có thể giúp công và hội mạc này sẽ là phần việc của con cháu kê hát tại trong hội mạc họ sẽ coi sóc nơi chí thánh khi nào dời trại quân đi a rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà ban lấy hòm bản chứng đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược trải trên một tấm nỉ toàn màu điều xanh và xỏ đòn khiên vào cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết. Ở trên bàn thì sắp dĩa, chén, tộ và chậu về những lễ quán. Bánh hằng trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa. Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, đắp một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh mà đậy chân đèn thấp, cắt thép đèn, kéo hớt tim, đồ đựng cho, và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn. Rồi để chân đèn và hết thải đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược để lên trên cái sề. Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược rồi xỏ đòn khiên vào. Lại cũng phải lấy hết thải đồ đạc dùng về công việc nơi thánh để trong một tấm nỉ màu điều xanh rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái sề. Phải hút tro của bàn thờ, trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều, để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ, tức là những lư hương, nĩa, vá, chén, cùng những đồ phụ tùng của bàn thờ. Rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Sau khi Aaron và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi dời trại quân đi, thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu kê hát phải khiêng đi. Eleasa, con trai thầy tế lễ Aaron, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu của lễ chay hằng hiến, dầu sức, cả đền tạm và hết thảy vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng môi xe và A-rôn rằng: Hãy làm thế nào cho tông tộc kê hát chớ bị trút khỏi chi phái Lê-vi và hãy làm điều này cho chúng nó để khi đến gần nơi chí thánh chúng nó được sống chẳng phải chết. A-rôn và các con trai người phải đến các công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát, chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh e phải chết chăng. Đức Giê-hô-va lại phán cùng môi xe rằng: "Cũng hãy dựng sổ các con cháu gẹt xôn tùy theo tông tộc và họ hàng họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, người khá kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạc." Này là chức việc của các họ hàng gẹt xôn hoặc phải làm, hoặc phải khiêng đồ. Họ sẽ mang những tấm màng của đền tạm và hội mạc, tấm bông của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn của cửa hành lang, những dây chạc và hết thảy đồ dùng về các vật đó cùng làm các công việc về những món ấy. hết thảy công việc của con cháu gạt xôn món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu gẹt xôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Ngươi phải kê sổ con cháu Merari tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc. Về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc, này là vật họ phải coi sắc và khiêng đi những tấm ván của đền tạm, các sàn ngang, trụ, lỗ trụ, các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ, nọc, dây chạc, cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó. Các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi. Đó là hết thảy việc của các họ hàng Merari về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền cai trị của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Vậy, Moshe, Aaron và những hội trưởng kê sổ con cháu Kê-hát, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc và những người mà người ta kê sổ tùy theo họ hàng mình, cộng được 2750. Đó là những người của các họ hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà Moshe và Aaron kê sổ ý theo mạng của Đức Giê-hô-va đã kể môi se truyền dạy. Còn con cháu của gạt xôn đã bị kê sổ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 2630. Đó là những người về các họ hàng con cháu gạt xôn đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn tu bổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va. Còn những người về họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ, tuy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 3.200. Đó là những người về các họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ. Môi-se và Aaron lấy bộ dân, y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã kể Môi-se truyền dạy hết thảy những kẻ ở trong người Lê Vi mà môi A-rôn và các quan trưởng Israel tu bộ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiên đồ trong hội mạc, cộng được 8.580. Người ta tu bộ người Lê Vi tùy theo mạng của Đức giê Hô Va đã kể môi xe truyền dạy. Các phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-xe vậy. Chương 5 Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng Hãy biểu dân Israel đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phun, người có bệnh bạch trượt và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, hầu cho họ không làm cho trại quân bị ô uế là nơi ta ngự ở trong. Dân Israel bèn làm như vậy, đuổi họ ra khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho Môi-se vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel như vậy: Khi một người nam hay nữ phạm một trong những tội người ta thường phạm, cho đến can phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì cớ đó phải mắc tội, thì người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra và trả tan vật lại đủ và thêm một phần năm giá vật mà giao cho người mình đã mắc tội cùng. Nếu người này không còn và không bà con nào để lãnh tan vật đó lại, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là về Thầy Tế Lễ. Ngoại trừ con chiên đực về lễ chuộc tội mà Thầy Tế Lễ sẽ dùng đặng chuộc tội cho người mắc tội đó. Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh, mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dân sẽ thuộc về người. Vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cho dân Israel rằng, nếu một người đàn bà lỗi đạo và phạm tội bất chánh cùng chồng, nếu có một người nam gian dâm cùng nàng mà việc nhẹm khuất mắt chồng. Nếu nàng bị ô uế kín nhiệm, không có chứng cớ đối cùng nàng và nàng không bị bắt tại trận. Nếu tính ghen, phát nên người chồng ghen vợ mình hoặc đã thật bị ô uế hoặc không có bị ô uế thì người này phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và vì nàng đem theo một phần mười e pha bột mạch nha dùng làm của tế lễ. Người chứa nên chế dầu vào và cũng chẳng nên bỏ nhũ hương lên trên vì là một của lễ chay về sự ghen tương, một của lễ chai kỷ niệm đặng nhắc tội gian ác. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ đến gần, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó, thầy tế lễ lấy nước thánh đổ vào chậu đất, hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ trong nước. Đoạn, thầy tế lễ phải biểu người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, lột trần đầu nàng, để của lễ kỷ niệm trong lòng bàn tay nàng, nghĩa là của lễ chay về sự ghen tương, và thầy tế lễ phải có nước đắng dán rửa xả trong tay mình. Thầy tế lễ phải bắt người nữ thề và nói cùng nàng rằng, nếu chẳng một người nam nào nằm cùng ngươi, và nếu đang dưới quyền chồng, ngươi không có lỗi đạo và không bị ô uế thì chẳng phải mắc một điều hại nào của nước đắng dán rửa xả này. Còn nếu đang dưới quyền chồng mà ngươi lỗi đạo, nếu ngươi bị ô uế và nếu một người nào khác hơn chồng đã nằm cùng ngươi. Bây giờ, thầy tế lễ phải bắt người nữ lấy một lời thề trù ẻo mà thề và nói cùng nàng rằng cầu Đức Giê-hô-va khiến cho ngươi trở nên một mầm rủa xả và trù ẻo giữa vòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm lòi hông và phình bụng lên. Nước đắng dáng rủa xả này khá chuông và ruột gan, làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông người nữ sẽ nói rằng Amen, Amen. Kế đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách rồi lấy nước đắng bôi đi. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ uống nước đắng dán rửa xả. Nước đắng dán rửa xả sẽ vào trong mình nàng, đặng làm cay đắng cho nàng. Đoạn, thầy tế lễ sẽ lấy khỏi tay người nữ của lễ chay về sự ghen tương, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lên trên bàn thờ. Rồi lấy một nắm của lễ chay kỷ niệm, và sông trên bàn thờ, kế biểu người nữ uống nước đắng. Và khi nào thầy tế lễ biểu người uống nước đắng rồi, nếu quả người có bị ô uế và phạm tội bất chánh cùng chồng mình, thì nước đắng dán rửa xả sẽ vào mình, làm cay đắng cho nàng, bụng nàng sẽ phình lên, hông nàng ốm lòi, và người nữ này sẽ làm một mầm rủa xả giữa vòng dân sự mình. Còn nếu người nữ không bị ô uế vẫn thanh sạch, thì nàng sẽ chẳng bị một điều hại nào và sẽ sinh con. Đó là luật lệ về sự ghen tương. Khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế hoặc khi nào tính ghen phát sinh nên người chồng mà ghen vợ mình, người phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ này truyền dạy. Người chồng sẽ vô tội, còn người đàn bà đó sẽ mang lấy tội mình. Chương 6 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cho dân Israel rằng, Bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện na si đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiên cử rượu và vật uống sai. Chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống sai. Lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sinh sản hết từ hột đến da. Trọn trong lúc hứa nguyện Nasire mình, chứ nên dùng dao cạo đầu. Người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, chớ đến gần người chết. Người chớ vì cha hoặc vì mẹ, vì anh hoặc vì chị đã chết mà làm cho mình bị ô uế. Vì giấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, vẫn ở trên đầu người. Trọn trong lúc hứa nguyện Nasire, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai chết thình lình gần bên người, làm cho ô uế đầu mình đã biệt riêng ra thánh, thì phải cạo đầu mình trong ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. Qua ngày thứ tám, người phải đem hai chim cu hay là hai bò câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu và chuộc tội cho người đã phạm vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó, người sẽ biệt đầu mình riêng ra thánh. Thế thì, người phải biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va những ngày về nguyện na mình lại và dân một con chiên con được giáp năm làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và những ngày trước không kể nữa vì sự na mình đã bị ô uế. Này là luật lệ về người na khi nào những ngày Nasire mình đã mãn, người ta phải đem người đến tại cửa hội mạc. Người phải dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va, tức là một con chiên con giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu, một con chiên cái giáp năm không tỳ vít làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực không tỳ vít làm của lễ thù ân. Một giỏ bánh không men bằng bột lọc, bánh nhỏ tưới dầu, bánh tráng không men thoa dầu, luôn với của lễ chay và lễ quán cặp theo các lễ kia thầy tế lễ sẽ đem những của lễ này đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dân của lễ chuộc tội cùng của lễ thiêu của người. Rồi, ngoại trừ giỏ bánh không men, dân luôn con chiên đực làm của lễ thù ân cùng dân của lễ chay và lễ quán của người. Tại cửa hội mạc, người Nasire phải cạo đầu mình đã biệt riêng ra, lấy tóc bỏ vào lửa dưới của lễ thù ân. Sau khi người Nasire cạo đầu rồi, Thầy tế lễ sẽ lấy cái vai chín của chiên đực, một cái bánh nhỏ không men trong giỏ, một bánh tráng không men và để trong lòng hai bàn tay người, rồi đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh về thầy tế lễ với cái o đưa qua đưa lại và cái giò dân dơ lên. Kế đó, người Nasire được phép uống rượu. Đó là luật lệ về người Nasire đã hứa nguyện. Và đây là của lễ người phải dâng cho Đức Giê-hô-va về nguyện Nasire mình, ngoại trừ của lễ nào người có thế dân thêm. Người phải theo luật lệ về sự Nasire mình mà làm theo lời hứa nguyện của mình vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng, Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng, Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Chương 7 Khi mô đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi, thì các trưởng tộc của Israel tức là các quan trưởng và những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân đều đem dân lễ vật của mình vậy các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va sáu xe cộ hình như cái kiệu và mười hai con bò đực nghĩa là mỗi hai quan trưởng đồng dân một xe cộ và mỗi một người dân một con bò đực họ dân lễ vật đó trước đền tạm Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng hãy thâu nhận các lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc và hãy giao cho người Lê Vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy, mô xe bằng nhận lấy các xe cộ và những bò đực giao cho người Lê Vi. Người giao cho con cháu gạt Sôn hai xe cộ và bốn con bò đực tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari bốn xe cộ và tám con bò đực tùy theo chức phận của họ có Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu kê hát vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được xức dầu, các quan trưởng dân lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày nay, người kia thì ngày kia. Người dân lễ vật mình ngày đầu là Nahason, con trai của Aminadab thuộc về chi phái Juda. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nahashon, con trai Aminadab. Ngày thứ hai, Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng Ishaka dâng lễ vật mình. Người dân một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng mười siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Suah. Ngày thứ ba đến quan trưởng của con cháu Sabulon là Eliab con trai của Helon. lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 trăm siết lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siết lơ theo siết lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Helon. Ngày thứ tư, đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elishu, con trai Shedeo. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 mươi lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng mười siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishu, con trai Shedeo. Ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Simeon là Sê-lu-mi-ên, con trai Suri Hadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhiều dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Selumien, con trai Suri Hadai. Ngày thứ sáu đến quan trưởng của con cháu gác là Eliashab, con trai Deuen. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay Một cái chén vàng nặng mười siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliasab, con trai Duen. Ngày thứ bảy, đến quan trưởng của con cháu Ephraim là Elishama, con trai Amihut. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishama, con trai Amihut. Ngày thứ 8, đến quan trưởng của con cháu Manashe là Gamaliel, con trai Fedakshu. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng mười siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai phê Ngày thứ 9, đến quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai gi Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chai. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Ghi-đeo-ni. Ngày thứ 10, đến quan trưởng của con cháu Đan là Ahiese, con trai Amishadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân. Hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahi-e-se, con trai Amishadai. Ngày thứ 11, đến quan trưởng của con cháu A-se là Phagien, con trai của Oc-rang. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của pha con trai ốc rang. Ngày thứ 12, đến quan trưởng của con cháu Nephtali là Ahira, con trai Enan. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dân về cuộc khánh thành bàn thờ. Khi bàn thờ được sức dầu, 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng, mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siết lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siết lơ. Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm, cùng những của lễ chay cặp theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dân về của khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức dầu rồi. Khi mô xe vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai chia rubim. Người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Chương 8 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng Hãy nói cùng A-rôn Khi nào ngươi đặt các đèn Thì bảy ngọn đèn Phải chiếu trên phía trước chân đèn A-rôn bèn làm như vậy Đặt bảy ngọn đèn trên phía trước chân đèn Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se Và chân đèn đã làm theo cách này Làm bằng vàng đánh giá Cho đến cái chân và những cái hoa đều đánh giá Ấy vậy, người ta làm chân đèn theo như kiểu mà Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Môi-se xem. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy người Lê-vi ở trong vòng dân Israel và dọn cho họ được sạch. Này là điều ngươi phải làm cho họ được sạch. Ngươi phải rải nước rửa tội trên mình họ. Họ phải cạo hết thảy cùng mình, giặt quần áo và dọn cho mình được sạch. Đoạn, họ phải bắt một con bò đực với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu cặp theo còn ngươi bắt một con bò đực tơ thứ nhì dùng về của lễ chuộc tội. Rồi biểu người Lê Vi đến gần trước hội mạc và nhóm cả hội chúng Israel. Vậy, ngươi phải biểu người Lê Vi đến gần trước mặt Đức giê hô va rồi dân Israel sẽ đặt tay trên mình người Lê Vi. Aaron sẽ dân người Lê Vi làm của lễ do phần dân Israel mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức giê hô va và họ sẽ được phần làm công việc của Đức giê hô va Đoạn, người Lê Vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực, và ngươi phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội cho người Lê Vi. Kế đó, ngươi phải biểu người Lê Vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người, rồi dâng họ như một của lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Như vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê Vi với dân Israel, và người Lê Vi sẽ thuộc về ta. Sau việc ấy, người Lê Vi sẽ đến đặng làm công việc của hội mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dân như của lễ đưa qua đưa lại vậy. Bởi vì giữa dân Israel, người Lê Vi ban chọn cho ta. Ta đã chọn lấy họ về ta thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vì chưng hết thảy con đầu lòng trong dân Israel đều thuộc về ta, bất luận người hay vật Ta đã biệt chúng nó riêng ra cho ta trong ngày ta hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Egypto. Và ta đã chọn lấy người Levi thế cho mọi con đầu lòng của dân Israel. Bởi trong dân Israel, ta đã chọn người Levi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công việc của dân Israel ở trong hội mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Israel, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai hại chi trong dân Israel. Vậy, Moshe, Aaron và cả hội dân Israel đối cùng người Lê Vi làm hết mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Moshe về họ. Dân Israel đối cùng người Lê Vi đều làm như vậy. Người Lê Vi bèn làm cho mình được sạch khỏi tội và giặt áo sống mình. Rồi Aaron dân họ như của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội cho để dọn họ được sạch sau rồi, người Lê Vi đến đặng làm công việc mình trong hội mạc trước mặt Aaron và trước mặt các con trai người. Đối cùng người Lê Vi, người ta làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi se về họ. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng môi se rằng, này là lệ định về người Lê Vi. Từ 25 tuổi sắp lên, người Lê Vi phải đến nhập bang trong công việc của hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra bang chẳng làm công việc nữa người phải cứ giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Người phải đối cùng người Lê Vi mà làm như vậy về chức phận của họ. Chương 9 Tháng Giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ai Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô xe trong đồng vắng Sinai rằng, dân Israel phải giữ lễ vượt qua theo kỳ nhất định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày 14 tháng này và buổi chiều tối, các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó. Vậy Môi-se nói cùng dân Israel để họ giữ lễ vượt qua. Dân Israel giữ lễ vượt qua trong tuần tháng Giêng ngày 14 và buổi chiều tối tại đồng vắng Sinai, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và có mấy người vì cớ sát chết mà bị ô uế không được giữ lễ vượt qua trong ngày đó bèn đến trước mặt môi-se và a-rôn mà thưa cùng môi-se rằng chúng tôi bị lây ô uế vì sát chết của loài người sao tại trong dân Israel chúng tôi phải bị cất phần dân của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ? Môi-se đáp rằng: Hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ sát chết hoặc mắc đi xa thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 và buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng. Chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai và cũng chẳng nên bể gãi những xương. Phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trước khỏi dân sự mình, vì người ấy chẳng dân của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình. Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi cho khách ngoại bang và cho người nào sinh tại trong xứ và ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ. Ban chiều dường có một vần lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại thì dân Israel ra đi. Trong nơi nào trụ mây dừng lại thì dân Israel hạ trại ở đó. Dân Israel ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dân Israel cứ đóng trại. Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm, thì dân Israel vâng theo mạng Đức Giê-hô-va chẳng hề ra đi. Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm, thì dân Israel cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi. Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên thì ra đi, không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên thì họ ra đi. Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày hoặc một tháng hoặc lâu hơn nữa, thì dân Israel cứ đóng trại không hề ra đi, nhưng khi trụ mây cất lên thì họ ra đi. Dân Israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va Tùy mạng Ngài đã cậy Mô-xe mà truyền cho. Chương 10 Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ một ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel, phải nhóm lại gần bên ngươi. Khi các ngươi thổi tiếng vang thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì thì những trại quân ở về hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy? Khi nhóm hội chúng các ngươi phải thổi nhưng đừng thổi tiếng vang. Các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Sải trong ngày 20 tháng 2, năm thứ hai, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel, theo chương trình đã định, ra từ đồng vắng Sinai và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pha-rang. Vậy, dân Israel vân mạng của Đức Giê-hô-va kể môi xe truyền cho mà ra đi lần thứ nhất. Ngọn cờ của trại quân giu tùy theo các đội ngũ mình đi trước Nahashon, con trai Aminadab, thống lãnh quân đội Juda; Nathanael, con trai Sua, thống lãnh quân đội của chi phái Isaka; Eliab, con trai Helon, thống lãnh quân đội của chi phái Sabulon. Bây giờ, đền tạm đã tháo dỡ, rồi con cháu gẹt xôn và con cháu Merari khiêng đền tạm bèn ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Elishu, con trai Shedeu, thống lãnh quân đội Ruben. Selumien, con trai Surihadai, thống lãnh quân đội của chi phái Simeon. Elishab, con trai Deuen, thống lãnh quân đội của chi phái Gác. Bây giờ, các người kê hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm lên, đương lúc đợi họ đến. Đoạn, ngọn cờ của trại quân con cháu Ephraim ra đi tùy theo đội ngũ mình. Elishama, con trai Amihut, thống lãnh quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Fedaksu, thống lãnh quân đội của chi phái Manasseh. Abidan, con trai Gideoni, thống lãnh quân đội của chi phái Benjamin. Rốt lại, ngọn cờ của trại quân đang ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Nó làm hậu binh của các trại quân khác. Ahiese, con trai Amishadai, thống lãnh quân đội Dan. Phagien, con trai Ốc Rang, thống lãnh quân đội của chi phái Ashe. Ahira, con trai Enan, thống lãnh quân đội của chi phái Neptali. Đó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Israel tùy theo các đội ngũ mình. Ấy, họ ra đi là như vậy. Và Mô-xe nói cùng Hô Báp, con trai Reuen người Madian, tức là anh vợ mình mà rằng, Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô Báp đáp rằng, tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi là nơi bà con tôi. Môi-se lại nói rằng, tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thế hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va đi trong ba ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc ba ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Trong lúc ba ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Mô-xe nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Chương 11 vả dân sự bèn lầm bầm và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe Cân thạnh nộ ngài nổi lên lửa của đức giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân dân sự bèn kêu la cùng môi xe môi xe cầu xin đức giê-hô-va thì lửa ngừng lại người ta đặt tên chỗ này là tha bê ra vì lửa của đức giê-hô-va đã cháy giữa dân sự bọn dân tạp ở trong dân israel sinh lòng tham muốn đến đổi dân Israel lại khóc nữa mà rằng ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập những dưa chuột dưa gan củ kiệu hành và tỏi bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo không có chi hết mắt chỉ thấy mana mà thôi vả mana hình như hột ngò sắc như trân châu dân sự đi tản ra và hốt lấy rồi nghiền bằng cối xay hay là giả bằng cối giả, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Vậy, môi xe nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng, và môi xe lấy làm buồn bực về điều đó môi bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài và sao Ngài lại chiếc gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sinh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng, Hãy ẩm dân này trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú cho đến xứ mà Ngài có thể hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này bởi vì họ khóc về tôi mà rằng hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thấy một mình gánh hết dân sự này vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa xin thà giết tôi đi để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng mô xe rằng hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chân lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Egypto. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là hai mươi ngày đâu. Nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi. Vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng, vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se thưa rằng trong dân sự tôi đương ở đây có sáu trăm ngàn người đàn ông mà ngài có phán rằng ta sẽ phát thịt cho dân này ăn trong một tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến đổi được đủ cho họ sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng tay của Đức Giê-hô-va há đã vắng lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng? Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão của dân sự đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se: Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão vừa khi thần ở trên bảy mươi người trưởng lão bèn được cảm động nói tiên tri nhưng không cứ nói mãi có hai người ở lại trong trại quân một người tên là ên một người tên là mê được thần cảm động nói tiên tri tại trại quân hai người này thuộc về bọn được biên tên nhưng không có đến hội mạc một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng mô se rằng ên và mê nói tiên tri trong trại quân. Dô con trai của Nun, là người hầu việc Mô Xe, đáp lại mà rằng, hỡi Mô Xe, Chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Mô Xe đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Mô Xe và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những chim cuốc đến vải trên trại quân và xung quanh. Bên này trải ra dài chừng một ngày đường đi và bên kia trải ra dài chừng một ngày đường đi, khỏi mặt đất chừng hai thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những cuốc trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau. Ai lượm ít hơn hết có mười ô mê. Người ta căng nó ra khắp chung quanh trại quân thịt vẫn còn nơi răng chưa nhai thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự hành dân sự một tai vạ rất nặng người ta đặt tên chỗ đó là kiếp rốt ha tha va vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham muốn từ kiếp rốt ha tha va dân sự đi đến hát xe rốt rồi ngừng lại tại đó chương 12 miriam và aaron nói hành mô xe về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình mô xe mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Và mô xe là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va, sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chim bao. Tôi tớ mô xe ta không có như vậy người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Mô-xe sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aron xây lại phía Miriam thấy người đã có bệnh phung. Aron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lại Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con xảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa trời, tôi cầu khẩn ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong bảy ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-xê-rốt và hạ trại trong đồng vắng pha rang. Chương 13 Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng Hãy sai những người đi do thám xứ Canaan là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, môi xe từ đồng vắng pha rang sai các người này đi. Hết thảy, là quan trưởng của dân Israel. Đây là tên của các người ấy. Về chi phái Ruben, Samua, con trai Saku. Về chi phái Simeon, Saphat, con trai của Hori. Về chi phái Juda, Caleb, con trai của Jephune. Về chi phái Isaka, Jigan, con trai của Joseph. Về chi phái Ephraim, Hosea, con trai của nuôn về chi phái benjamin phan thi con trai của ra về chi phái sabulon gác dien con trai của sodi về chi phái joseph nghĩa là về chi phái Manasseh, gadi con trai của Sushi. về chi phái dan amien con trai của gemali về chi phái ashe sethu con trai của mikael về chi phái Nephtali, Naphi, con trai của Vấp-si về chi phái Gác, Guen, con trai của Maki. Đó là tên những người mà Mô-xe sai đi do thám xứ. Và Mô-xe đặt tên cho Hose, con trai Nun là Yose. Vậy, Mô-xe sai đi do thám xứ Canaan và dặn rằng, từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ đó ra sao, Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều? Xứ dân đó ở thể nào, nếu tốt hay xấu? Các thành dân đó ở làm sao? Hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy? Đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không? Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bây giờ, nhằm mùa nho sớm. Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng xin cho đến rê hốt, đi về Hamat. Họ bắt từ hướng nam đi lên, đến thành Hebron, là nơi có Ahimang, sai và Tanmai, con cái của Anak. Và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Xô so An là thành của xứ Egypto. Các người đến khe Ít-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ít-côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng môi A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng pha rang tại Kade, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho môi xe rằng, Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy, quả thật một xứ đượm sữa và mật này hoa quả xứ đó đây mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạng thành trì thật vững vàng và rất lớn chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó dân Amalek ở miền nam dân Hethit dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Dothan Caleb bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng môi nín lặng đi mà nói rằng chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta thắng hơn được nhưng những người đi cùng caleb nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta trước mặt dân israel các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn chúng tôi có thấy kẻ cao lớn tức là con cháu của Anak thuộc về giống dình dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Chương 14 Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Moshe và A-rôn Cả hội chúng nói cùng hai người rằng Chứa chi chúng tôi đã chết trong xứ Egypto hay là đã chết trong đồng vắng này? vì cớ nào đức giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi về phần chúng tôi há chẳng khá trở về xứ tôi hơn sao rồi dân sự nói với nhau rằng chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ tôi đi mua xe và aaron bèn sắp mình xuống trước mặt cả hội dân israel vua con trai của nun và Caleb, con trai của Jepune là hai người trong bọn đi do thám sứ bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: "Sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi. Và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi. Bây giờ, cả hội chúng nói ném đá hai người này. Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó ta sẽ dán cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. mô thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Dân Ai có hai rằng, Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ và có thuật điều đó cho dân xứ này. Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này, Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy trụ mây Chúa ở trên dân này và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho, bởi cớ đó Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. Và bây giờ, tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng, Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa như Chúa đã tha từ xứ Egypto đến đây. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ta đã tha như lời ngươi xin, nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ ai cập và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân Amalek và dân Canaan ở trong chủng Ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã làm bầm cùng ta thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở. Ngoại trừ Caleb, con trai của Jephune và Josue, con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi cho đến chừng nào thi của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. Ta Đức Giê-hô-va đã phán Ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này Đã hiệp lại nghịch cùng ta Chúng nó sẽ bị hao mòn Và chết tại trong đồng vắng này Những người mà Mô-xe đã sai đi do thám xứ Khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Mô-xe Và có phao phản xứ Những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va Nhưng trong bọn người đi do thám xứ chỉ có Josue con trai của Nun và Caleb con trai của Jephune còn sống được. Môi-se thuật lại những lời này cho cả dân Israel, rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Đoạn dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Song môi nói rằng sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng? Vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi. Các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Mô-xe không đi ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Học Ma. Chương 15 Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở và các ngươi dân với Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng một phần mười e-pha bột lọc nhồi với một phần tư hít dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng 2 phần 10 e pha bột lọc nhồi với 1 phần 3 hin dầu và 1 phần 3 hin rượu làm lễ quán, mà dân có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng, ngươi dân một con bò tơ, hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dân chung với con bò tơ một của lễ chay bằng ba phần mười e pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu và dâng nửa hin rượu làm lễ quán ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho đức giê-hô-va người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực mỗi con chiên đực mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con phàm người sinh ra trong xứ phải làm như vậy. Khi nào dân một của lễ dùng lửa đốt, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia, dùng lửa dân một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng, chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khắp ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy. Sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Moses rằng, hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dân dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã kể mô xe truyền cho các ngươi. Từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răng này cho và về ngày sau trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng, tùy theo mạng lệnh phải dùng một con bò đực tơ dân làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo, và một con dê đực làm của lễ chuộc tội thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel thì tội hội chúng sẽ được tha vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình tức là một của lễ dùng lửa dân cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội nhược bằng chỉ một người lầm lỡ phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội thì tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va và khi đã làm lễ chuộc tội cho người thì người sẽ được tha khi lầm lỡ mà phạm tội thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi hoặc là người sinh giữa dân Israel hay là khách kiều ngụ trong dân đó nhưng ai cố ý phạm tội hoặc người sinh trong xứ hay là khách ngoại bang thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va người sẽ bị trút khỏi dân sự mình vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài người hẳn sẽ bị trút diệt tội gian ác người đổ lại trên mình người và dân Israel đang ở tại đồng vắng gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến môi xe A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng môi xe rằng, Người này phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Đức Giê-hô-va lại phán cùng môi xe rằng, hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia. Hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình là điều làm cho các ngươi xa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 16. Và Kore, con trai của Yitseha, cháu của Kehat, chít của Vi, dục theo mình Đa Thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của Phelet, cháu Ruben. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Moses và Aaron mà rằng, Thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong, vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy kể hiệp với người mà rằng sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này, ngươi và hết thảy kể hiệp với ngươi hãy cầm lưu hương sáng mai hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng, hỡi con cháu Lê-vi bây giờ hãy nghe về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi? Moshe sai đòi Đa Thang và Abiram, con trai Eliab. Nhưng hai người đáp rằng, chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng cô Rê rằng, ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người, hãy lấy lưu hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dân lưu hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lưu hương. Ngươi và A-rôn, mỗi người cũng phải có lưu hương mình. Vậy, mỗi người lấy lưu hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Mô-xe và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Mô-xe và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe và A-rôn rằng, Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng, Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt. Chỉ có một người phạm tội, mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng, Hãy nói cùng hội chúng mà rằng, Hãy gian ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và Abiram. Môi-se đứng dậy, đi lại phía Đa-thang và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng, Bây giờ, hãy gian ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng. Vậy, dân sự gian ra khỏi tứ phía chỗ ở của Kore, Đa-thang và Abiram. Đa Thang và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Môi-se bèn nói rằng, nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, vì ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi môi xe nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe cô Rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng chúng ta hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dân hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy nói với Eleasa, con trai thầy tế lễ Aaron, biểu lượm các lưu hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lưu hương nơi xa, vì lưu hương đã nên thánh. Còn những lưu hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lưu hương đã dân trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Eleasa thầy tế lễ lấy những lưu hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel để người nào ngoại dòng Aaron chứa đến gần đặng sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kéo e đồng số phận cùng cô rê và bè đảng người. Theo lời Đức Giê-hô-va đã kể môi xe truyền dạy. Ngày mai, cả hội dân Israel làm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy gian ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy cầm lấy lưu hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bằng cầm lấy lưu hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. Aaron bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn Aaron trở về cùng Moses tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Chương 17 Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng, Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên Aaron trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hãy người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy, ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. môi xe nói cùng dân Israel, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây, gậy của Aaron ở giữa các cây gậy khác môi xe để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai, khi môi xe vào trại bản chứng, xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa. Nó có nước muộc, sinh hoa và trái hạnh nhân chín. Môi xe bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. Mô-xe làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Mô-xe rằng, Này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Chương 18. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: "Ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh, còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi, các anh em mình là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết và các ngươi cũng chết luôn chăng. Vậy, các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thịnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đi, trong dân Israel ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê Vi, mà ban cho các ngươi vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ, và vật chi ở phía trong màn các ngươi phải làm việc mình tại đó chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của bang. người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử đức giê-hô-va lại phán cùng a-rôn rằng này ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta thâu lấy về mọi vật mà dân israel đã biệt riêng ra thánh cứ một lễ định đời đời ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức dầu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi, những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh, mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ là một vật thánh cho ngươi vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dân dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lễ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thải phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạng mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dân sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dân Israel dân cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế về sự chuộc lại. Ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi theo giá định của ngươi là năm siết lơ bạc theo siết lơ của nơi thánh. Một siết lơ của nơi thánh là 20 ghia ra. Nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái hoặc con đầu lòng của chiên cái hay là con đầu lòng của dê cái. Ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ và xông mở nó làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thịt nó sẽ thuộc về ngươi như cái o dân đưa qua đưa lại và cái giò hữu. Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi. Hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi, này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế một phần mười của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, E phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê Vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lệ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê Vi làm cơ nghiệp những thuế một phần mười của dân Israel dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế một phần mười mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy một phần mười của vật thuế một phần mười mà làm của lễ dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dân dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì, trong những thuế một phần mười mà các ngươi lãnh nơi dân Israel thì cũng hãy lấy ra một phần mười làm lễ vật dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất biệt riêng ra thánh mà dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng khi nào các ngươi đã dân dơ lên phần tốt nhất của thuế một phần mười thì sẽ kể cho người Lê Vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cơ ấy, khi các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất, các ngươi sẽ không mắc tội, sẽ không làm ô uế những vật thánh của dân Israel và các ngươi không chết đâu. Chương 19 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê và A-rôn rằng, Này là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng, Hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người, Một con bò cái tơ sắc hoe, không tật không vít và chưa mang ách. Đoạn phải giao nó cho Eleasa thầy tế lễ, dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Eleasa thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rải bảy lần trên phía trước của hội mạc người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người là thiêu da, thịt và huyết với phận nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sậm, luyện vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn, thầy tế lễ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại quân, bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, bị ô uế đến chiều tối một người tinh sạch sẽ hút cho con bò cái tơ đổ ngoài trại quân trong một nơi tinh sạch. Người ta phải giữ cho đó cho hội dân Israel để dùng làm nước tẩy uế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hút cho con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa dân đó. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong bảy ngày ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch, thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ ba và ngày thứ bảy không làm cho mình được sạch, thì người vẫn không tin sạch. Phạm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch, thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel, vì nước tẩy uế không có rải trên mình người, nên người vẫn ô uế. Sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp khi có một người nào chết trong trại. Bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong bảy ngày. Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo, sẽ bị ô uế. Ngoài đồng, ai đụng đến hoặc một người bị gươm giết, hoặc một xác chết, hoặc hài cốt loài người hay là một cái mã thì sẽ bị ô uế trong bảy ngày về kẻ bị ô uế người ta phải lấy cho của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên đoạn một người tinh sạch sẽ lấy chùm kinh giới nhúng vào nước rồi rải trên trại trên các bình trên những người có tại đó và trên người đã đụng hoặc những hài cốt hoặc một người bị giết hoặc một xác chết hay là một cái mã ngày thứ ba và ngày thứ bảy người tinh sạch phải rải nước đó trên người bị ô uế và ngày thứ bảy người tinh sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đang được sạch phải giặt áo sống mình, tắm mình trong nước và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào sẽ bị ô uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị trút khỏi hội chúng vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy uế không có rưới trên mình người, người vẫn ô uế ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dân sự. Người nào rải nước tẩy uế sẽ giặt áo sống mình, kẻ nào đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế, còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Chương 20. Tháng Giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng xin và dừng lại tại Ca-đê. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Và không có nước cho hội chúng uống. Chúng đang giấy loạn cùng Moses và Aaron. Dân sự cãi lộn cùng Moses mà rằng, anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai -E đặng dẫn đến chỗ độc này là nơi người ta không gieo mạ được và chẳng có cây vả, cây nho, cây liệu và cũng không có nước uống. Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sấp mặt xuống đất và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng thì hòn đá sẽ chảy nước ra." ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Đức giê hô va phán cùng môi xe và A-rôn rằng, Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel. Vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Ấy đó là nước của Meriba, tức là nơi dân Israel cải trả cùng Đức Giê-hô-va. Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó đoạn từ Kade, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Edom, đặng nói rằng: Israel là em vua có nói như vậy. Vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ai là làm sao? Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ai nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ ai giúp này, chúng tôi hiện ở tại Ca là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang khỏi bờ cõi của vua. Nhưng Edom đáp rằng, Ngươi chớ khá đi ngang ranh ta, bằng cưỡng ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Dân Israel tâu rằng, chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bày súc vật chúng tôi uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền. Xin chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Edom đáp rằng, ngươi chẳng được qua đâu. Edom bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ấy vậy, Edom không cho phép Israel đi ngang bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người. Cả hội dân Israel đi từ Kade đến núi Hore. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn trên núi Hore tại bờ cõi xứ Edom mà rằng: A-rôn sẽ về nơi tổ phụ mình, vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel đâu, bởi vì tại nước Meribah các ngươi đã bội nghịch điều răn ta hãy bắt Aaron và Eleasa con trai người biểu đi lên núi Horer. Đoạn, hãy lột áo sống Aaron mặc cho Eleasa con trai người. Ấy, tại đó, Aaron sẽ được tiếp về và qua đời. Vậy, Moses làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người đi lên núi Horer, cả hội chúng đều thấy. xe lột áo sống Aaron mặc cho Eleasa con trai người. Aaron chết tại đó trên chót núi rồi Môi-se và Eleasa đi xuống. Cả hội chúng thấy A-rôn đã tắt hơi rồi, bèn khóc người trong 30 ngày. Chương 21 Khi vua Arad, người Canaan ở nơi Nam Phương, hay rằng Israel theo đường do thám đi đến, bèn hãm đánh Israel và bắt mấy người cầm tù. Israel bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng, nếu Chúa phó dân này vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Israel và phó dân Canaan cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ này là Họt Ma. Đoạn dân Israel đi từ núi hô Rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Edom. Giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Mô-xe mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng mô xe mà nói rằng, Chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. môi xe cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy, môi xe làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống kế đó, dân Israel đi và đóng trại tại Obot. Đoạn đi từ Obot và đóng trại tại Ije Abarim, tại đồng vắng đối ngang Moab về hướng mặt trời mọc. Họ đi từ đó đóng trại tại đèo Sered. rồi từ đó đi và đóng trại phía bên kia ạc ở trong đồng vắng vừa ra bờ cõi dân Amorit vì ạc nôn là giáp ranh của dân Moab và dân Amorit. Bởi cớ đó, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có nói rằng va hép ở tại su và trũng ạc nôn cùng những truyền trũng chạy xuống phía a -rơ và đụng ranh Moab. Từ đó, dân Israel đến Bere. Ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước. Israel bèn hát bài này. Hỡi giếng hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó. Giếng mà các vua chúa đã khai, các tước vị của dân sự đã đào, với phủ việc cùng cây gậy mình. Kế đó, từ đồng vắng dân Israel đến Mathana, rồi từ Mathana đến Nahalien, từ Nahalien đến Ba Mốt, và từ Ba Mốt đến Trũng ở trong bờ cõi Moab. Tại chót núi Phít Ga, là nơi người ta nhìn thấy đồng bằng của sa mạc. Và Israel sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân Amorit, đặng nói rằng: Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua, chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước các giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào qua khỏi bờ cõi vua. Nhưng Si-hôn không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình. Bàn hiệp hết dân sự mình đi ra đón Israel về hướng đồng vắng. Người đến Gia Hát chiến trận cùng Israel. Xong Israel dùng lưỡi gươm đánh bại người và chiếm xứ người từ Ác Nôn đến Gia Bốc, đến dân Ammon, vì bờ cõi dân Ammon bền vững. Israel chiếm hết các thành này và ở trong các thành dân Amorit là ở tại Hết Bôn và trong các thành địa hạt. Vì Hết Bôn là thành của si vua dân Amorit, là vua đã giao chiến cùng vua trước của mô áp chiếm lấy khắp hết xứ người đến ạc nôn bởi cơ đó những nhà văn sĩ nói rằng hãy đến hết buôn thành si hôn phải xây cất và lập vững vì có một đám lửa bởi thành hết buôn một ngọn lửa bởi thành si hôn mà ra nó thiêu đốt a rơ của mô áp các chúa của nơi cao ạc nôn hỡi mô áp khốn thay cho ngươi Hỡi dân kê mắt, ngươi đã diệt mất ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ trốn tránh và con gái mình làm phu tù cho si hôn vua amorit chúng ta đã bắn tên nhằm chúng nó hết bôn đã bị hủy diệt cho đến đi bôn chúng ta đã làm tàn hại đến nô phách lửa đã lan đến medeba vậy israel ở trong xứ dân amorit moshe sai đi do thám gia e se chiếm các thành bổn hạt và đuổi dân Amorit ở tại đó. Đoạn dân Israel trở lại đi lên về hướng Ba Sang. Ốc, vua Ba Sang và cả dân sự người đi ra đón đặng chiến trận tại Ezrei. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng, Đừng sợ người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi khá làm cho người, như đã làm cho Si-hôn, vua dân Amorit, ở tại hết bôn vậy dân israel đánh bại ốc các con trai người và cả dân sự người cho đến chừng không còn người nào ở lại dân israel chiếm lấy xứ người vậy Chương 22 Đoạn dân Israel đi đến đóng trại trong đồng bằng Moab bên kia sông Jordan đối diện Jericho. Ba lát con trai Bô thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit. Moab lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel vì dân đó rất đông. Vậy, Moab nói cùng các trưởng lão Madian rằng Bây giờ, đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy. Đang lúc đó, Ba Lát, con trai Bô, làm vua Moab người sai sứ giả đến cùng ba la am con trai Beo ở phê thô rơ tại trên mé sông trong xứ của con cái dân sự mình đặng gọi người mà nói rằng này một dân đã ra khỏi xứ ai cập phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta vậy ta xin ngươi hãy đến bây giờ rửa xả dân này cho ta vì nó mạnh hơn ta có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào ngươi rủa xả thì bị rủa xả. Vậy, các trưởng lão Moab đi cùng các trưởng lão an trong tay có lễ vật cho thầy bói đến cùng Ba La Am mà thuật lại những lời của Ba Lát. Người đáp rằng, hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Moab ở lại nhà Ba La Am. Và Đức Chúa Trời đến cùng Ba La Am và phán rằng, Những người ngươi có trong nhà là ai? Ba La Am thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Ba Lát, con trai Sếp Bô vua mua Áp, đã sai đến tôi đặng nói rằng, Này, một dân đã ra khỏi xứ Ai phủ khắp mặt đất. Hãy đến bây giờ, rủa xả dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó được. Đức Chúa Trời phán cùng Ba La Am rằng, Ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này được ban phước. Sớm mai Ba La Am dậy, nói cùng các sứ thần của Ba Lát rằng, Hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức giê Hô Va không cho ta đi cùng các ngươi. Vậy, các sứ thần mô áp dậy, trở về Ba Lát mà tâu rằng, Ba La Am từ chối đến cùng chúng tôi. Ba Lát lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước. Đến cùng Ba La Am mà rằng, Ba Lát, con trai Sếp Bô có nói như vậy. Ta xin ngươi, chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa xã dân này. Ba La Am đáp cùng các sứ thần của Ba Lát rằng, dầu ba lát sẽ cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng được vượt qua mạng của Jehovah Đức Chúa Trời của ta, đặng làm một việc nhỏ hay lớn. Song, ta xin các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Jehovah sẽ phán điều chi cùng ta nữa. Trong lúc ban đêm, Đức Chúa Trời giáng đến Ba La Am mà phán rằng: Nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó, nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán. Vậy sớm mai, Ba La Am dậy, thắng lừa cái mình và đi với các sứ thần mô áp. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì người ra đi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Và người đã cởi lừa cái mình và có hai đứa đầy tớ đi theo. Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng. Ba-la-am đánh nó, đặng dẫn nó vào đường lại. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên này và bên kia. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va, thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am, người đánh nó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi tới xa hơn, đứng trong một ngã rất hẹp, không chỗ nào trở qua bên hữu hay là bên tả. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quỵ dưới Ba-la-am nhưng ba la am nổi giận đánh lừa bằng một cây gậy bây giờ đức giê-hô-va mở miệng lừa ra nó nói cùng ba la am rằng tôi có làm chi cho người mà người đã đánh tôi ba lần ba la am đáp cùng lừa cái rằng ấy là tại mày khinh nhạo ta chớ chi ta có cây gươm trong tay ta đã giết mày rồi lừa nói cùng ba la am rằng tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cởi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng? Người đáp, không. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt ba la am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sắp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói, Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi ba lần? Này, ta đi ra đặng cả ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát vả con lừa cái có thấy ta đi tẻ trước mặt ta ba lần nếu nó không đi tẻ trước mặt ta chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống ba la am bèn thưa cùng thiên sứ của đức giê-hô-va rằng tôi có phạm tội vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi bây giờ nếu người không bằng lòng tôi đi tôi sẽ trở về Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng, Hãy đi cùng các người đó, nhưng ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi. Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lát. Khi Ba-lát hay rằng Ba-la-am đến, bèn đi ra tới thành Mô-áp ở gần khe ạt nôn, tức là ở tận bờ cõi của xứ mà nghinh tiếp người. Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng, Ta há chẳng xa sứ vời ngươi sao, sao ngươi không đến ta? ta há không tôn vinh hiển cho ngươi được sao? Ba đáp cùng Ba Lát rằng, Này, tôi đã đến cùng vua, bây giờ tôi há có thể nói ra lời gì chăng? Tôi sẽ nói điều chi Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi vậy. Ba La -am đi cùng Ba Lát, đến Kiriak hút sốt. Ba Lát giết những bò và chiên, sai dân cho Ba La -am và các sứ thần đã đi với người. Khi đến sáng mai, Ba Lát đem Ba La Am lên 31 Ba Mốt Ba Anh là nơi người thấy đầu cùng trại quân Israel. Chương 23 Ba La Am nói cùng Ba Lát rằng, Hãy cất tại đây cho tôi bảy cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực. Ba Lát làm như Ba La Am đã nói, Hai người dân một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Đoạn Ba La Am nói cùng Ba Lát rằng, Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua. Tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng tôi chăng? Tôi sẽ thuộc lại cùng vua điều chi ngài cho tôi thấy. Người đi lên một nơi cao trống trải. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ba La Am và Ba La Am thưa cùng ngài rằng, Tôi có lập bảy cái bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ tôi có dân một con bò đực và một con chiên đực. Đức giê va để lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng, Hãy trở về cùng Ba-lát và nói như vậy. Ba-la-am, bèn trở về cùng Ba-lát. Này, người và các sứ thần Moab đứng gần của lễ thiêu vua. Ba-la-am, bèn nói lời ca mình mà rằng, Ba-lát, vua Moab sai vời tôi từ Aram, Từ những núi đông phương và nói, Hãy đến rửa sải gia cốp cho ta hãy đến giận mắng israel kẻ mà đức chúa trời không rủa xả tôi sẽ rửa xả làm sao kẻ mà đức chúa trời không giận mắng tôi sẽ giận mắng làm sao vì từ đỉnh các núi tôi thấy người từ đầu cao gò đống tôi nhìn người kìa là một dân ở riêng ra sẽ không nhập số các nước ai đếm được bụi cát của gia cốp ai tu bộ được phần tư của israel Người công chính thác thể nào? Tôi nguyện thác thể ấy. Cuối cùng người nghĩa làm sao? Tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy. Bây giờ Ba Lát nói cùng Ba La Am rằng, Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rửa xả những thù nghịch ta, kìa ngươi là chúc phước cho. Người đáp rằng, Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao? Ba Lát bèn nói, Vậy hãy đến cùng ta trong một chỗ khác là nơi ngươi sẽ thấy dân này vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu cùng nó chứ không thấy hết ở đó hãy rủa xả nó cho ta vậy người dẫn ba la am đến đồng xô phim trên chót núi phích ga lập bảy cái bàn thờ và trên mỗi cái dâng một con bò đực và một con chiên đực ba la am bèn nói cùng ba lát rằng hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua còn tôi sẽ đi lại đó đón đức giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ba-la-am để những lời trong miệng người mà rằng hãy trở về cùng Ba-lát và nói như vậy. Ba-la-am trở về cùng Ba-lát, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu của vua. Ba-lát hỏi, Đức Giê-hô-va có phán chi? Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng, hỡi Ba-lát hãy đứng dậy và nghe, hỡi con trai xếp bô hãy lắng tai đức chúa trời chẳng phải là người để nói dối cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cãi điều ngài đã nói ngài há sẽ chẳng làm ư điều ngài đã phán ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao này tôi đã lãnh mạng chúc phước ngài đã ban phước tôi chẳng cãi đâu ngài chẳng xem tội ác nơi gia cốp và không thấy tà vại trong israel jehovah đức chúa trời người ở cùng người trong israel có tiếng reo mừng của vua ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có phù chú nơi Gia Cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel. Vì đến kỳ định sẽ nói về Gia Cốp và Israel rằng việc Đức Chúa Trời làm lạ là giường nào. Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái và dược lên khác nào sư tử đực. Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống và uống huyết những kẻ bị thương. Bây giờ Ba Lát nói cùng Ba La Am rằng, chớ rửa xả họ nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa. Ba La Am đáp cùng Ba Lát rằng, tôi há chẳng có nói, tôi phải làm mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao? Ba Lát lại nói cùng Ba La Am rằng, vậy hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ưng cho ngươi rửa xả dân này tại đó chăng? Ba Lát bèn dẫn Ba La Am đến chót núi Phê-ô đối ngang đồng vắng ba La Am nói cùng Ba Lát rằng, Tại đây, hãy lập cho tôi bảy cái bàn thờ và sắm sẵn bảy con bò đực và bảy con chiên đực. Vậy, Ba Lát làm theo như Ba La Am đã nói, trên mỗi bàn thờ, người dân một con bò đực và một con chiên đực. Chương 24 Ba La Am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Israel, thì không cậy đến phù chú như những lần khác nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng trại từng chi phái, và thần Đức Chúa Trời cảm động người, bèn nói lời ca mình mà rằng, Lời ca của Ba La Am con trai bê -O, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, xem sự hiện thấy của đấng toàn năng, sắp mình xuống và mắt mở ra. Hỡi Gia cốp trại ngươi tốt giường bao, hỡi Israel, nhà tạm ngươi đẹp biết mấy nó trương ra như trũng núi, khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, tợ cây trầm hương mà Đức giê đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, hột giống của người nhìn tưới dư dật, vua người sẽ trỗi cao hơn a gác, nước người được cao lên. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ ai người có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình người sụm xuống nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái. Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rửa xả kẻ nào rửa xả ngươi. Bây giờ Ba Lát nổi giận cùng Ba La Am, vỗ tay mà nói cùng Ba La Am rằng, Ta đã thỉnh ngươi, đặng rửa xả kẻ thường nghịch ta. Này, ngươi là chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi. Vậy bây giờ khá chạy trở về xứ ngươi ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển nhưng này đức giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh ba la am đáp cùng ba lát rằng tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng dầu ba lát cho tôi nhà người đầy bạc và vàng tôi cũng chẳng được vượt qua mạng đức giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy tôi phải nói điều chi đức giê-hô-va sẽ phán này bây giờ tôi trở cùng dân tôi hãy lại tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân này ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua. Người bằng nói lời ca mình mà rằng, Lời ca của ba la am con trai của bê -ô. Lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết sự tri thức của đấng chí cao, xem sự hiện thấy của đấng toàn năng, sắp mình xuống mà mắt tự mở ra. Tôi thấy người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem người, nhưng chẳng phải ở gần một ngôi sao hiện ra từ gia cốp một cây phủ việt trồi lên từ israel người sẽ đâm lũng mô áp từ đầu này tới đầu kia hủy diệt dân hay giấy giặc này người sẽ được edom làm cơ nghiệp sẽ được seir là kẻ thù nghịch mình làm sản nghiệp israel sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình đấng ra từ gia cốp sẽ cầm quyền người sẽ diệt những dân sót của thành Ba-la-am cũng thấy Amalek bèn nói lời ca mình rằng: Amalek đứng đầu các nước nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Kế đó Ba-la-am thấy người Kenit bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng trong hòn đá nhưng Cain sẽ bị hư nát cho đến khi Asura bắt dẫn tù ngươi. Người còn nói lời ca mình rằng: Ôi khi Đức Chúa Trời đã làm các điều này ai sẽ còn sống. Nhưng sẽ có những tàu từ gành kít tim đến, hà khắc A-su, hà khắc Hebe, rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đoạn, ba la am đứng dậy đi về bản xứ. ba lát cũng lên đường. Chương 25 Dân Israel ở tại si tim khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần ba anh Phê -ô, Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba Anh Pheo. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Moses và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khắp tại cửa hội mạc. Phinea, con trai Eleasa cháu Aaron thầy tế lễ, thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng cầm một cây giáo đi theo người Israel vào trong trại đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại và có 24.000 người chết về tai vạ này Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng Phinea con trai Eleasa cháu A-rôn thầy tế lễ đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người. Vậy, ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cơ đó, hãy cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời. Bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Và người Israel bị giết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Shalu, quan trưởng của một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cốt con gái Sura, đầu trưởng của một tông tộc Madian. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ phê -ô, và trong việc của Cốt Bi, con gái quan trưởng ma đi -an, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ phê Chương 26 Sải sau tai vạ này, Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe và Eleasa, con trai A-rôn, thầy tế lễ mà rằng, Hãy dựng sổ cả hội chúng Israel từ 20 tuổi sắp lên tùy theo tông tộc của họ, tức là hết thảy người trong Israel đi ra trận được. Vậy, Moshe và Eliasa thầy tế lễ nói cùng dân Israel trong đồng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho mà rằng, Hãy tu bộ dân sự từ 20 tuổi sắp lên như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Moshe và dân Israel mà đã ra khỏi xứ Egypto. Ruben, con trưởng nam của Israel, con trai Ruben là Hê-Nóc. Do nơi người sinh ra họ Hê-Nóc. Do nơi Phalu sinh họ Phalu. Do nơi Hết-Rôn sinh họ Hết-Rôn. Do nơi Cạc-mi sinh ra họ Cạc-mi. Đó là các họ của Ruben và những tên người mà người ta tu bộ. Cộng được 43.730. Con trai Phalu là Eliab. Các con trai của Eliab là Nemuel, Đa Thang và Abiram. Ấy là Đa Thang và Abiram này, trưởng của hội chúng giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn tại phe đảng Cô-rê khi họ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va. Ấy, khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt hai trăm rưỡi người, họ làm gương như vậy. Nhưng các con trai Cô-rê không chết các con trai Simeon tùy theo họ hàng mình. Do nơi Nemuel sinh ra họ Nemuel. Do nơi Yamin sinh ra họ Yamin. Do nơi Yakin sinh ra họ Yakin. Do nơi Serat sinh ra họ Serat. Do nơi Sauler sinh ra họ Sauler. Đó là các họ của Simeon, số là 22.200 người. Các con trai của Gác tùy theo họ hàng mình do nơi Sephon sinh ra họ Sephon do nơi Hagi sinh ra họ Hagi do nơi Suni sinh ra họ Suni do nơi Akni sinh ra họ Akni do nơi Eri sinh ra họ Eri do nơi Arot sinh ra họ Arot do nơi Areli sinh ra họ Areli đó là các họ có những con trai gác tùy theo tu bộ Số là 40.500 người. Các con trai Juda, Er và Onan, nhưng Er và Onan đã qua đời tại xứ Canaan. Các con trai Juda tùy theo họ hàng mình. Yone Shela sinh ra họ Shela, Joniferet sinh ra họ Feret, Joniserat sinh ra họ Serat. Các con trai của Feret, Jonhetron sinh ra họ Hetron, Hamun Sinh ra họ Hamun Đó là các họ của Yuda, Tùy theo tu bộ Số là 76.500 người Các con trai isaka Tùy theo họ hàng mình Do nơi Thola Sinh ra họ Thola Do nơi Phuva Sinh ra họ Phuva Do nơi súc Sinh ra họ súc Do nơi Shimron Sinh ra họ Shimron đó là các họ Isaka tùy theo tu bộ, số là 64.300 người. Các con trai Sabulon tùy theo họ hàng mình. Do nơi Sheret, sinh ra họ Sheret. Do nơi Elon, sinh ra họ Elon. Do nơi Yaleen, sinh ra họ Yaleen. Đó là các họ của Sabulon tùy theo tu bộ, số là 60.500 người. Các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình là Manasseh và Ephraim. Các con trai Manasseh do Maki sinh ra họ Maki. Maki sinh Galaad. Do Gala Galaad sinh ra họ Galaad. Này là các con trai Galaad. Do nơi Jesse sinh ra họ Jesse. Do nơi sinh ra họ Helet. Do nơi Adrien sinh ra họ Adrien. Do nơi sinh ra họ Shechem do nơi Shemida sinh ra họ Shemida, do nơi Hefe sinh ra họ Hefe. Và Selophat con trai Hephe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái Selophat là Machla, Noa, Hốt La, Minka và Thiệt Sa. Đó là các họ Manashe tùy theo tu bộ, số là 52.700 người. Này là các con trai Ephraim, tùy theo họ hàng mình do nơi su sinh ra họ su thelát do nơi beke sinh ra họ beke do nơi Tha chang sinh ra họ thachang này là con trai của su thelát do nơi eran sinh ra họ Erang. đó là họ của các con trai ephraim tùy theo tu bộ số là 32.500 người ấy là các con trai joseph tùy theo họ hàng mình vậy các con trai benjamin tùy theo họ hàng mình do nơi Bela sinh ra họ Bela, do nơi Ách-bên, sinh ra họ Ách-bên. do nơi Achiram sinh ra họ Achiram, do nơi Xê-phu-pham, sinh ra họ Xê-phu-pham. do nơi Hufam sinh ra họ Hu-pham. Các con trai Bela là Ares và Naaman. Do nơi Ares sinh ra họ Ares, do nơi Naaman sinh ra họ Naaman đó là các con trai Benjamin tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ, số là 45.600 người. Này là các con trai của Đan tùy theo họ hàng mình. Do Su Cham sinh ra họ Su Cham, đó là họ của Đan. Họ Su Cham tùy theo tu bộ, số là 64.400 người. Các con trai a tùy theo họ hàng mình. Do nơi sinh ra họ Yima. Do vi sinh ra họ Dích-vi, do nơi Beria sinh ra họ Beria. Các con trai Beria do nơi Hebe sinh ra họ Hebe, do nơi Mankien sinh ra họ Mankien. Tên của con gái Ase là Serap. Đó là những họ có các con trai Ase tùy theo tu bộ, số là 53.400 người. Các con trai Neptali tùy theo họ hàng mình, do nơi Giác sinh ra họ Giác Do nơi Guni, sinh ra họ Guni. Do nơi sinh ra họ Yitse. Do nơi Shilem, sinh ra họ Shilem. Đó là các họ của Nephtali, tùy theo họ hàng và tu bộ mình, số là 45.400 người. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ lại, số là 601.730 người. Đức Giê-hô-va phán cùng xe rằng, phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người này làm sản nghiệp chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn chi phái nào số dân ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra dân israel sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít. Này là người Lê Vi mà người ta tu bộ lại tùy theo họ hàng mình. Do nơi gẹt sôn, sinh ra họ gẹt sôn. Do nơi kê hát, sinh ra họ kê hát. Do nơi Merari, sinh ra họ Merari. Này là các họ Lê Vi, họ Lip -ni, họ Hebron, họ Mách Ly, họ Mushi, họ Kore và Kê-hát sinh Amram. Tên vợ Amram là Yô-kê-bết, con gái của Levi, sinh trong xứ Ai Cập. Nàng sinh cho Amram Aaron, Moshe và chị của hai người là Miriam. Còn Aaron sinh Nadab và Abihu, Eleasa và Ithama. Nhưng Nadab và Abihu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên, cộng được 23.000. Vì người Lê Vi không được kể vào số tu bộ của dân Israel, bởi người Lê Vi không được phần sản nghiệp giữa dân Israel. Đó là sự tu bộ mà môi xe và Eleasa thầy tế lễ làm về dân Israel trong đồng bằng Moab gần Jordan đối ngang Jericho. Trong các người này, không có một ai thuộc về bọn mà Moshe và Aaron thầy tế lễ đã kiểm soát, khi hai người tu bộ dân Israel tại đồng vắng Sinai, vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng. Vậy chẳng còn lại một tên trừ ra Caleb, con trai giê và giô con trai Nun. Chương 27. Các con gái của Selophat là con trai Hefe, cháu của Galaad, chắc của Ma-ki, chít của Manasseh, thuộc về họ hàng Manashe, là con trai của Joseph đến gần. Đây là tên của các con gái người, la Noa, Minh Minka và Thiệt Sa. Các con gái đó đến ra mắt Moshe, Eliasa Thầy Tế Lễ, các quan trưởng và cả hội chúng tại cửa hội mạc mà nói rằng Cha chúng tôi đã chết trong đồng vắng. Người chẳng phải về phe đảng của kẻ hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va, tức là phe đảng Corea, nhưng người chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người bởi người không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi. mô xe bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng, Các con gái xê lô phát nói có lý. Ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. Ngươi cũng phải nói cùng dân Israel rằng, khi một người nào chết, không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. Nhược bằng không có con gái, thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. Ví bằng người không có anh em, thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. Nếu không có chú bác, thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết, và người ấy sẽ được lấy lầm của. Ấy sẽ là một luật lệ để định cho dân Israel, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Hãy lên trên núi Abarim này và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ như Aaron anh ngươi đã được về vậy. Bởi vì tại đồng vắng xin, các ngươi có bội nghịch mạng lệnh ta, trong lúc hội chúng cãi cọ và vì trước mặt chúng nó, các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước. Ấy là nước về sự cãi cọ tại Kade, trong đồng vắng xin. mô xe thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt. Xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăng. Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe rằng: Hãy chọn lấy Yose, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Eleasa thầy tế lễ và cả hội chúng truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Người phải ra mắt Eleasa thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Yose cầu hỏi sự xét đoán của Urim trước mặt Đức Giê-hô-va theo lệnh Eleasa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy, Moses làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy dô để trước mặt Eleasa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho. Y như Đức Giê-hô-va đã cậy Moses phán dặn vậy. Chương 28 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Moses rằng, hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng, các ngươi phải lo dân cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Vậy, ngươi phải nói cùng dân Israel rằng, này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối. Còn về của lễ chay thì phải dâng một phần mười e pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến, đã lập tại núi Sinai, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng một phần tư hin rượu cho mỗi một chiên con ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày sa bát ngươi phải dâng hai chiên con được giáp năm, không tỳ vít, và hai phần mười e-pha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày sa bát ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo mỗi đầu tháng các ngươi phải dâng cho đức giê-hô-va hai con bò đực tơ một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu ba phần mười efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực hai phần mười efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực một phần mười Efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực, một phần ba hin về con chiên đực, một phần tư hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngày 14 tháng Giêng phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày 15 sẽ là ngày lễ phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chứ nên làm một công việc xác thịt nào các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ và bảy chiên con đực giáp năm đều không tỳ vít làm của lễ thiêu. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3 phần 10 e pha về một con bò đực, 2 phần 10 e pha về con chiên đực và 1 phần 10 e pha về mỗi chiên con. Luôn một con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi các ngươi phải dâng các lễ vật này ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai là một của lễ thiêu hằng hiến. Mỗi bữa trong bảy ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào trong kỳ lễ của các tuần nhằm ngày hoa quả đầu mùa. Khi các ngươi dân với Đức Giê-hô-va của lễ chay mới thì phải có sự hội hiệp thánh chứa nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi sẽ dùng hai con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu 3 phần 10 e pha về mỗi con bò đực hai phần 10 e pha về con chiên đực, 1 phần 10 e pha về mỗi con chiên con. Cũng phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình. Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó, không tỳ vít và thêm những lễ quán cặp theo. Chương 29 Ngày mùng 1 tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh Chứa nên làm một công việc xác thịt nào. Về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy. Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dân làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, ba phần mười e pha về con bò đực, hai phần mười e pha về con chiên đực, một phần mười e pha về mỗi con chiên con, và dân một con dê đực, làm của lễ chuộc tội để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lễ đã định về mấy của lễ đó mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh phải ép linh hồn mình, chứ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng buộc lọc nhồi dầu, 3 phần 10 e pha về con bò đực, 2 phần 10 e pha về con chiên đực, 1 phần 10 e pha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội, của lễ thiêu hằng hiến, và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày rằm tháng bảy, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chứ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, hai con chiên đực và 14 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dân làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3 phần 10 e pha về mỗi con bò đực, 2 phần 10 e pha về mỗi con chiên đực, và 1 phần 10 e pha về mỗi con chiên con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng 12 con bò đực tơ, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực tơ, chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng lễ quán cặp theo. Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã định các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo ngày thứ tư các ngươi phải dâng 10 con bò đực hai con chiên đực 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã định các ngươi phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng chín con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con cứ theo số như lễ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng 8 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng bảy con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể, chứ nên làm một công việc xác thịt nào. Phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm không tỳ vít, dân làm của lễ thiêu tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hàng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các người. Chương 30 Moses nói cùng dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Moses cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng, này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán. Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình, có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi, nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn hoặc vì hứa nguyện, hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình, nhược bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc đó và lời gì lỡ ra khỏi môi, vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì và nếu chồng đã hay vẫn làm thinh cùng nàng không cấm thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết hủy đi thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thế ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình đặng ép linh hồn mình. Nhược bằng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai. Như vậy, chồng ưng các sự hứa nguyện của nàng. Chồng ưng vì không nói chi ngày mà người đã hay biết. Còn nếu chồng hủy các sự hứa nguyện một ít lâu sau khi đã hay biết, thì chồng sẽ mang sự hình phạt về tội lỗi của vợ mình. Đó là các lệ định mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về một người chồng và vợ mình, một người cha và con gái mình buổi thơ ấu khi còn ở nhà cha. Chương 31 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Israel rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ vậy moses truyền cho dân sự rằng trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân madian đặng báo thù dân đó cho đức giê-hô-va về mỗi chi phái israel các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận vậy trong dân israel người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận moses sai mười hai ngàn người đó ra trận tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái với Phinea, con trai của Eleasa thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Madian y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-xe và giết hết thảy Nam Đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết năm vua Madian là Evi, Rekem, Surer, Hurer và Reba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am con trai của Beo dân israel bắt đàn bà và con nít madian dẫn theo cướp hết thảy súc vật bầy chiên và của cải họ đốt hết những thành nhà ở và hương thôn chúng nó cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được bất kỳ người hay vật chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho môi se cho eliasa thầy tế lễ và cho hội dân israel đang đóng trại tại đồng bằng moab gần sông jordan đối ngang jericho Bây giờ môi se Eleasa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. Môi xe nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc này trở về. Môi xe nói cùng họ rằng, các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba La Am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ vậy bây giờ hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam còn về phần các ngươi hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày ai có giết một người và có đụng đến một xác chết thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Eleasa thầy tế lễ nói cùng những lính đi trận về mà rằng, này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho môi xe Vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó. Nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ bảy, các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch. Đoạn mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán cùng môi xe rằng, Ngươi, E-lê-a-sa, thầy tế lễ và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va. Tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Eleasa thầy tế lễ, làm lễ vật dân cho Đức Giê-hô-va, còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một và giao cho người Lê -vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se và Eleasa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thải được 32.000 người. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con. 36.000 con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con. 3.500 con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con. 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho Elie-a-sa thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dân cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong phân nửa này thuộc về dân Israel, môi xe cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê Vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Những quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đến gần môi xe mà rằng những kẻ tôi tới ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được hoặc dây chuyền hoặc vòng hoặc cà rá hoặc hoa tai hoặc kiền, làm lễ vật dân cho đức giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt ngài Moshe và Eleasa thầy tế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dân cho Đức Giê-hô-va cộng là 16.750 siết lơ. Và mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy, Moshe và Eleasa thầy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và trăm quân rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 32 Và con cháu Ruben cùng con cháu Gác có bầy súc vật rất nhiều. Thấy xứ gia e -xe và xứ gala -ác là đất tiện hiệp nuôi bầy súc vật. Bèn đến thưa cùng môi xe Eleasa -sa, thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng Atarot, Dibon, Gia-e-se, Nimra, hết bôn ele ale shebam nebo và beon xứ mà đức giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng israel là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật và các tôi tớ ông có bầy súc vật lại tiếp rằng nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông giô-đanh nhưng môi-se đáp cùng con cháu gác và con cháu Ruben rằng, Anh em các ngươi há sẽ đi trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi suy dân Israel trở lòng không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy khi ở từ kade a ta sai họ đi do thám xứ. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ekkon, thấy xứ, rồi suy dân Israel trở lòng không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng, những người đi lên khỏi xứ Ai Cập từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì các người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb con trai của Giê-phu-ne, là người Kenit và Gio-suê con trai của Nun. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành ấy vậy cơn thạnh nộ của đức giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân israel ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt đức giê-hô-va bị tiêu diệt hết này các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân đặng gia thêm sức thạnh nộ của đức giê-hô-va cùng israel nữa vì nhược bằng các ngươi đi tẻ ngài ra thì ngài sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng và các ngươi làm cho dân chết sập hết vậy nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng tại đây chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bản xứ chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Jordan hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Jordan về phía đông. Moshe đáp cùng các người rằng, nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va, cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel các ngươi sẽ không bị trách móc chi và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va còn nếu không làm như vậy này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi vậy hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuông cho bầy súc vật và làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gác và con cháu Ruben bèn nói cùng môi xe rằng, các tôi tới ông sẽ làm điều mà Chúa tôi phán dặn. Con trẻ, vợ, bầy chiên và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở đây trong những thành xứ Galaad. ác Còn hết thảy tôi tới ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va như Chúa tôi đã phán dặn. Vậy, Môi-se về phần các người đó truyền lệnh cho Eleasa thầy tế lễ, cho Josue con trai Nun và cho các quan trưởng của những chi phái dân Israel mà rằng: Nếu con cháu Gác và con cháu Ruben cầm binh khí đi ngang qua sông Jordan với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va và nếu xứ phục các ngươi thì các ngươi phải ban cho họ xứ Gala-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Canaan. Con cháu Gác và con cháu Ruben thưa rằng, Chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông. Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Canaan trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Ấy vậy, mỗi xe ban cho con cháu Gác, con cháu Ruben và phân nửa chi phái Manashe là con trai của Joseph, nước của Sihon, vua dân Amorit và nước của Ốc, vua xứ Ba Sang, tức là ban xứ với những thành nó và các thành địa hạt ở chung quanh. Con cháu Gác bèn xây cất Dibon, Atarot, Aroe, Akrot, Sophan, Yaese, Yobeha, Beth Nimra và Beth Haran, là những thành kiên cố, cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ruben xây cất hết bôn, Eleale, Kiriataim, Nebo, ba anh Meon. Tên các thành này bị đổi và Shipma, rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. Con cháu Maki là con trai Manashe đi vào chiếm xứ Galaad và đuổi người Amorit ở trong đó ra vậy Mô-xe ban xứ gala ác cho ma là con trai manasseh và người ở tại đó Giai-rơ là con trai manasseh đi chiếm các thôn dân amoris đặt tên là thôn giyrơ nô đi lấy thành kê nát với các thành địa hạt đặt tên là nô theo chính danh mình chương 33 mươi này là các nơi đóng trại của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. Môi-se vân mạng Đức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, này là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. Ngày rằm tháng Giêng, tức ngày sau lễ vượt qua, dân Israel ra đi từ Ramse cách dạng dĩ có mắt của hết thảy người Ai Cập thấy người Ai Cập chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành hạ giữa bọn mình tức là hết thảy con đầu lòng Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó dân Israel đi từ Ramse đến đóng trại tại Su Cốt rồi đi từ Su Cốt đến đóng trại tại E Tam ở cuối đồng vắng kế đó đi từ Etam vòng về hướng Phi Ha rốt đối ngang cùng ba anh Sê-Phôn và đóng trại trước Middon. Dân Israel bỏ Phi Ha rốt đi qua giữa biển về hướng đồng vắng, đi ba ngày đường ngang đồng vắng Etam rồi đóng trại tại Mara. Đoạn đi từ Mara đến Elim và tại Elim có 12 cái suối và 70 cây trà là, bèn đóng trại tại đó. Dân sự đi từ Elim và đóng trại gần biển đỏ. Đoạn đi từ biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin. Đi từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Đáp Ca. Đi từ Đáp Ca và đóng trại tại A Lúc. Đi từ A Lúc và đóng trại tại Rephidim là nơi không có nước cho dân sự uống. Dân Israel đi từ Rephidim và đóng trại trong đồng vắng Sinai. Kế đó, đi từ đồng vắng Sinai và đóng trại tại Kiprot Hathava. Đi từ Kiprot Hathava và đóng trại tại Hatserot. Đoạn đi từ Hatserot và đóng trại tại Ritma. Đi từ Ritma và đóng trại tại Rimon Ferret. Đi từ Rimon Ferret và đóng trại tại lipna đi từ lipna và đóng trại tại risha kế đó đi từ risha và đóng trại tại kehelatha đi từ kehelatha đóng trại tại núi sephe đi từ núi sephe và đóng trại tại harada đi từ harada và đóng trại tại makhelot đoạn đi từ makhelot và đóng trại tại Ta hát, đi từ Ta hát và đóng trại tại Tarak đi từ Tarak và đóng trại tại Midga, đi từ Midga và đóng trại tại Hakmona đi từ Hakmona và đóng trại tại Moserot, đi từ Moserot và đóng trại tại Benezakan, đi từ Benezakan và đóng trại tại Hogigat đi từ Hô Gác và đóng trại tại Dốt Ba Tha. Đi từ Dốt Ba Tha và đóng trại tại Áp -rona. Đoạn đi từ Áp -rona và đóng trại tại E Si Đi từ E Si và đóng trại tại Đồng Vắng Xin, nghĩa là tại Ca Kế đó đi từ Ca và đóng trại tại núi Hô ở chót đầu xứ Edom. Aaron, thầy tế lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi hô rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 5, năm thứ 40, sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ai Khi Aaron qua đời trên núi hô người đã được 123 tuổi. Bây giờ, vua Arad là người Canaan ở miền nam xứ Canaan, hay rằng dân Israel đến dân Israel đi từ núi Hore và đóng trại tại Samona, đi từ Samona và đóng trại tại Phunon, đi từ Phunon và đóng trại tại Obot. kế đó đi từ Obot và đóng trại tại Ije Abarim trên bờ cõi Moab, đi từ Ije Abarim và đóng trại tại Dibongat, đi từ Dibongat và đóng trại tại Anh Môn Điếp La Tha Im. Kế ấy đi từ Anh Môn Điếp La Tha Im và đóng trại tại núi Abarim trước Nebo. Đi từ núi Abarim và đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho. Dân Israel đóng trại gần sông Jordan từ Bết Yeshimot chí A-bên-xi-tim, -si trong đồng Moab. Đức giê phán cùng Mô-xe trong đồng mô áp gần sông giô đối ngang Jericho mà rằng hãy truyền cùng dân Israel mà rằng khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông giô đặng vào xứ Canaan rồi thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi hễ ai số đông các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn còn hễ ai số ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như chông nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi xảy đến, ta sẽ hành hại các ngươi. Khác nào, ta đã toan hành hại chúng nó vậy. Chương 34 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng Hãy truyền điều này cho dân Israel mà rằng các ngươi sẽ vào xứ Canaan đặng lãnh xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Canaan khắp bốn bề. Miền Nam sẽ thuộc về các ngươi từ đồng vắng xin chạy dài theo Edom. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía Nam sẽ chạy từ đầu biển mặn về bên hướng Đông. Giới hạn này chạy vòng phía Nam của núi Ạc Ráp đi ngang về hướng xin và giáp phía Nam Kadebanea, đoạn chạy qua Hát Sa và đi ngang hướng Ác Môn. Từ Ác Môn, giới hạn chạy vòng về lối suối Egypto và giáp biển. Còn về giới hạn phía Tây, thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn. Ấy sẽ là giới hạn về phía Tây. Nên là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hore làm hạn. Từ núi Hore, các ngươi sẽ chấm tại đầu mát làm hạn. Rồi giới hạn sẽ giáp tại đác Giới hạn sẽ chạy về hướng Sipron và ăn cuối haksa Enan, Đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Phía Đông, các ngươi sẽ chấm ranh mình từ haksa Enan tới Shefam, rồi chạy từ Shefam xuống đến Ripla về hướng Đông của Ain, đoạn chạy xuống và giáp gần biển Kineret về phía Đông. Rút lại, giới hạn sẽ chạy xuống về phía sông Jordan và giáp biển Mạng, đó là xứ các ngươi sẽ có cùng các giới hạn nó xung quanh vậy. Môi-se bèn truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng, ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho chín chi phái và phân nửa của một chi phái. Vì chi phái con cháu Ruben tùy theo tông tộc mình và chi phái con cháu Gác tùy theo tông tộc mình cùng phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh phần sản nghiệp mình rồi hai chi phái và nửa chi phái này đã nhận lãnh sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô Đanh đối ngang Jericho về hướng đông, tức về phía mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô xe rằng, đây là tên những người sẽ đứng chia xứ, e thầy tế lễ và giô con trai Nun. Các ngươi cũng phải cứ mỗi chi phái chọn một quan trưởng đặng chia xứ ra. Đây là tên các người đó, về chi phái Judah, Caleb, con trai Yefune; về chi phái con cháu Simeon, Shemuel, con trai Ahimut; về chi phái Benjamin, Eliad, con trai Kít-lon. về chi phái con cháu Dan, một quan trưởng tên là Buki, con trai Jokli, về con cháu Joseph, về chi phái con cháu Manasseh, một quan trưởng tên là Hanien, con trai Ephat, và về chi phái con cháu Ephraim một quan trưởng tên là Kemuel, con trai Shiptan. Về chi phái con cháu Sabulon, một quan trưởng tên là Elizaphan, con trai Phát Nát. Về chi phái con cháu Isaka, một quan trưởng tên là Phatien, con trai Asan. Về chi phái con cháu Ashe, một quan trưởng tên là Ahihut, con trai Shelumi. Và về chi phái con cháu Neptali, một quan trưởng tên là Fedain, con trai Amihut. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Canaan. Chương 35 Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe trong đồng mô áp gần sông giô đối ngang Jericho mà rằng Hãy biểu dân Israel do trong phần sản nghiệp mình đã có nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở cho luôn một miếng đất ở chung quanh các thành đó người lê vi sẽ có những thành đặng ở còn đất chung quanh các thành này sẽ dùng cho súc vật cho sản vật và cho hết thảy thú vật của họ đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người lê vi sẽ là một ngàn thước châu vi kể từ vách thành và ở ngoài vậy các ngươi phải đo phía ngoài thành về hướng đông hai ngàn thước về hướng nam hai ngàn thước về hướng tây hai ngàn thước và về hướng bắc hai ngàn thước cái thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là đất của những thành người Lê Vi. Trong số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê Vi, sẽ có sáu cái thành ẩn náu mà các ngươi phải chỉ cho để kẻ sát nhân trốn tránh tại đó. Ngoài sáu thành đó, các ngươi phải nhường cho người Lê Vi 42 cái thành. Hết thảy thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê Vi luôn với đất, số là 48 cái về những thành do trong sản nghiệp của dân Israel mà các ngươi sẽ nhường cho người Lê Vi, phải lấy bớt nhiều hơn của chi phái có nhiều và lấy bớt ít hơn của chi phái có ít. Mỗi chi phái nhường cho người Lê Vi, những thành cân phân theo sản nghiệp của mình sẽ được. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng, Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Canaan, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai chạy ẩn náu mình được những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết hầu cho kẻ sát nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán vậy trong những thành các ngươi nhường cho sẽ có sáu thành ẩn náu cho các ngươi các ngươi phải chỉ ba thành phía bên kia sông Giô Đanh và lập ba thành khác trong xứ Canaan. Ấy sẽ là những thành ẩn náu. Sáu thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó để ai vì vô ý đánh chết một người có thế chạy ẩn mình tại đó. Nhưng nếu người ấy đánh bằng đồ sắt và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử nếu người đánh bằng một cục đá cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi ấy là một kẻ sát nhân kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử cũng vậy nếu người đánh bằng đồ cây cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi ấy là một kẻ sát nhân kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Nếu một người nào vì lòng ganh ghét xô lấn một người khác hay là cố ý luyện vật chi trên mình nó và vì cớ đó nó bị chết hoặc vì sự thù đánh bằng bàn tay và vì cớ đó nó bị chết thì người nào đánh đó hẳn phải bị xử tử. Ấy là một kẻ sát nhân. Người báo thù huyết khi nào gặp kẻ sát nhân phải làm cho nó chết đi nếu vì tình cờ vẫn hòa thuận nhau, mà người có lấn xô hoặc luyện vật chi trên mình người kia, hoặc nếu không phải thù nghịch chẳng có ý làm hại, lại không thấy mà làm rớt một cục đá trên mình người kia, có thể làm chết được. Và nếu người chết đi, thì cứ theo luật lệ này, hội chúng phải xử đoán cho kẻ đã đánh và kẻ báo thù huyết. Hội chúng sẽ giải cứu kẻ sát nhân khỏi tay người báo thù huyết và biểu người trở về thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình và người phải ở đó cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm đã được sức dầu thánh qua đời nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình và nếu kẻ báo thù huyết gặp giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm qua đời nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời kẻ sát nhân sẽ được trở về trong sản nghiệp mình bất luận các ngươi ở nơi nào điều này phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho các ngươi trải qua các đời nếu ai giết một người nào người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhân nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết vì nó hẳn phải bị xử tử các ngươi đừng lãnh tiền chuột kẻ đã chạy ẩn mình trong thành ẩn náu hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở vì huyết làm ô uế xứ nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thể chuộc tội cho xứ được. Vậy, các ngươi chớ làm ô ế xứ là nơi các ngươi sẽ ở, và chính giữa đó là nơi ta sẽ ngự, vì ta là Đức Giê-hô-va, ngự giữa dân Israel. Chương 36 Và những trưởng tộc Gala-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Joseph, đến gần và nói trước mặt môi xe cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng Đức Giê-hô-va có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của xê lô phát anh chúng tôi cho các con gái người nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào, chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Mô-xe bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel mà rằng: Chi phái con cháu giô nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy trong dân Israel một sáng nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác vì mỗi người trong dân israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái israel thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình hầu cho mỗi người trong dân israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình vậy một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Xê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe mách La, Thiệt Sa, Hốt La, Minh Ca và Noa, các con gái của Xê-lô-phát đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Manashe là con trai Joseph và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho.